hiểu về tai nẹp cổ thoáng khí. Thì thường trên văn phòng hay bị mỏi cổ và bị tổn thương vùng cổ, và khi chúng ta đeo những cái dụng cụ thì ngồi làm thì nó rất là khó chịu. Hôm nay chúng ta sẽ thử tìm hiểu về cái sản phẩm Bon Bon sản xuất tại Nhật nghe. Dạ, cái này là có hai size, nó phù hợp theo do cái độ tuổi của mỗi người, cái cổ cao hoặc cổ bình thường á, được hai size S và size M. Vậy cả nhà mình có thể liên lạc với Hoàng Sơn một số điện thoại bên dưới nha, để có thể lựa chọn cái size nào phù hợp với mình. Rồi cái này nó sử dụng lâu dài thì nó có khó chịu không em? Dạ, cái này rất là thoáng khí, đeo rất là thoải mái, đeo cả ngày nó không sao. Ồ, cả nhà thấy đây, nó giống như lưới ha, nó giống như lưới nè, rất là thoáng nè. Còn những loại mà trên thị trường trước đây mình thấy là nó rất là chặt, nó không có nhiều khi đeo. Ở đây là cái miếng nẹp nhựa cứng ha. Dạ, miếng nẹp nhựa cứng, nó dùng cho chắc chắn phần cổ. Nó vẫn có lỗ thông thay. Dạ. Thấy nó yếu ớt như vậy nhưng mà nó chắc không? Dạ, rất là chắc. Tại vì thấy trên thị trường bây giờ nó rất là dày. Dạ. Nó ôm sát vào cầm, nó hỗ trợ chắc chắn vùng cổ. Xong đằng sau thì dán vô là xong. Nó ôm rất là chắc chắn, nó phần nó giữ cho cái vùng cổ mình nó rất là cứng ngắc và giữ yên một chỗ. Những người bị sáng ngủ bị sái cổ, nhiều khi đi rất là đau, giãn vô là nó cố định. Mình không có nhúc nhích được cái cổ luôn. Dạ, không nhúc nhích được. Cái này dành cho những người điều trị bị chấn thương vùng cổ mặt sau của họ. Nó giúp cho phần cổ nó cố định lại, không bị nhúc nhích, không bị đau. Nếu mà như ở nhà mình có thể nẹp cái này để nó sẽ giảm đau được. Dạ. Ở nhà thấy cái sau thì nó là lưới. Ở phía trước á, thì nó là cái miếng nhựa cứng đây nè. Cái này nếu mà vệ sinh thì sao anh? Dạ, cái này khi mình nó này nó đây mà đây anh chị thấy nó rất là thoáng khí, nó là mát. Thì mình đeo nhiều thì nó bị nhiều khi nó bị dơ thì mình có khả năng giặt bằng xà bông bằng tay, mình phơi trong mát mình dùng được rất là nhiều lần. Cả nhà thấy nó rất là mỏng ha. Cái này hỗ trợ rất là tốt cho những người bị chấn thương cổ hoặc là bị sái cổ. Rồi, cảm ơn em đã hỗ trợ. Và cả nhà có thể xem thêm thông tin các dụng cụ hỗ trợ của Bon Bon sản xuất tại Nhật ở trên video, hoặc là gọi điện trực tiếp cho Hồ Sơn để thêm thông tin nghe. Rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.